Xin chào các bác ạ. Một chiếc Fortuner 2016. Bên em vừa nâng cấp một bộ V30 Laser. Sản phẩm của thương hiệu X-Line. Hai chế độ pha cốt. Kèm theo đó là một bộ bóng LED X-Line V12 Ultra Pro. Với Fortuner này thì bắt zin bát các bác nhé, sẽ không phải chế cháo gì đâu. Thời gian thi công cũng sẽ rất nhanh rồi ạ. Để pha cho. Xuống giúp anh. Ok. Các bác quan tâm tới giải pháp tăng sáng thì hãy để lại thông tin. Bên em sẽ có nhân viên tư vấn nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Em xin chào các bác. Hẹn các bác vào video sau.